Ok, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Bữa nay ba anh em của mấy anh em mình sẽ vô ruộng để ba anh em mình tổ chức ra một cái trò chơi là đấu chim. Nói chung là cái trò chơi này nó ngu ghẻ mạt luôn. Không còn gì để ngu luôn. Các bạn thấy anh em mình đem bao hay sẵn không? Anh em mình sẽ tổ chức ra cái trò chơi là ba anh em mình sẽ một người phải bước vô trong cái bao này. Cái bao này chồng đầu ông nội, ông để cái hát ông vô đó này. Xong có cái bao trên chồng trên đầu nữa. Mấy anh em này sẽ nhảy bao bố nha. Nhảy bao bố không thấy đường luôn. Không thấy đường. Anh em mình nhảy mù nha, không thấy đường. Tự nhảy lũi lùm gác chịu. Giang xuống vụ gác chịu nha. Ba anh em mình sẽ thử thách nhau. Nếu mà thằng nào để tới mức thắng được, thằng nào về chót là thằng đó sẽ ngựa kéo xe. Chiều nay nó sẽ làm ngựa, nó kéo xe cho mấy anh em mình ra công viên Sa Đéc. Giống như là hồi xưa vậy đó, phải không Thầm? Đúng rồi. Mày làm thằng nào thua, thằng đó làm ngựa, kéo hai kia ra mày công viên. Kéo ghẻ mạt luôn. Tôi với ông này là ngựa kéo xe, còn ông là heo kéo xe. Phải nó heo heo bò vậy này là chơi hên xui mà đâu thấy được đâu nhảy. Nếu thằng nào nhảy thắng, hai thằng thắng, thằng nào gì chót thì nó kéo nha bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ làm thử cái cuộc chơi này cho các bạn xem nha. Giờ bỏ cụ đèn vô. Cụ đèn là giải nghiệm hả? Trước không vậy? Mày phải thử chứ. Mày thử chứ mày. Cái đó để chồng đầu. Chồng đầu hả? Mày phải thử ăn cho các bạn biết là cái trò chơi của anh em mình chơi là như thế nào. Phải không? Mày phải thử chứ. Anh cũng đang biết nhất ở đây cái mà. Cái gì cũng phải thử chứ anh. Vô. Bây giờ anh em mình sẽ cho anh cô đen. Cho bận quần vô các bạn. Bây giờ cô đen sẽ làm mẫu cho các bạn coi là anh em mình chơi trò chơi như thế nào nha. Ai vô nha, xong cái nè mình sẽ quấn băng keo cho nó bít chịt cái này luôn, cứng ngắc luôn. Một cái. Rồi còn cái bao này, anh em mình sẽ chồng trên đầu cô đen chồng xuống luôn. Đó. Vậy nè. Cái gì bắt cóc của ông nội? Đó. Cái đầu gì cái đầu nó nhảy cái đầu gì mày lại cái sao đứng chứ anh cái đầu nhảy ai nhảy lại ba họ không thấy đường nha họ giờ chạy xuống nè chồng xuống hết luôn đó nói chung là nó tối thui luôn không thấy đường đâu còn cô đang nhảy đây ê chị nhảy không chị đi không nội ê sao ướt ai cặp cái gì hả nói chung là nó nhảy như vậy mà nó nhảy chừng nào mà thằng nào tới mức được thằng nào tới mức trước được rồi mà thằng nào thua bét là đó sẽ kéo mấy anh em mình trong buổi chiều hôm nay hay tối hôm nay sẽ kéo mấy anh em mình ra ngoài công viên mấy anh em đi dạo vòng trái đất nha bạn. Đó, bữa nay mấy anh em sẽ chơi trò chơi vậy nha. Nói. Bây giờ mấy anh em mình sẽ lần lượt nhau để mình quấn trong cu đen trước, xong cái tới mình quấn cho thằng thận mía này trước, xong cái tới thằng quay phim nó sẽ quấn cho mình. Đó, đặt ba anh em mình xếp hàng đi, nhảy từ đây tới bước lần kia, thằng nào tới trước, thằng nào thua chót, thằng đó sẽ thua kéo mấy anh em mình đi. Ok không? Ok. Kéo nha, kéo xe thằng này nha. Thua là phải kéo nha. Các bạn coi chờ đón heo kéo xe nè bạn. Kéo là kéo bằng bộ nha bạn, chứ không phải là kéo bằng xe nha. Ý là mấy anh em mình sẽ ngồi mượn cái xe chở bông hay kéo bông của ai đó ngồi lên. Lần này nó sẽ kéo bằng bộ đi chứ gì? Không kéo bằng xe nha. Cái gì kéo đâu? Thì phải thối nhái. Biết tao nhảy cái nào vậy? Tao nói mày là cái gì làm được chứ căng gu làm hay lắm nè. Heo. Lần đầu tiên trong lịch sử heo nó nhảy. Heo kéo xe. Heo nhảy. Nhảy như điên nè. Thôi giờ mình sẽ quấn con keo cho thằng bu đen lại trước nha bạn. Đó, còn ngồi chỗ đây tao quấn lại luôn mà. Lấy bằng keo bắn nó đứt quấn cái kia. Chuẩn bị vô cuộc chơi đúng không hả? Đây, bây giờ mình sẽ siết lại nha các bạn. Giống như cái mặt cái gì? Xà rông. Ừ, xà rông á. Xà rông của tê. Cái này biết trời. Cái này nó cắt này không quấy ha. Ây da. Trời ơi. Má ơi. Nó lên tới, nó lên tới rồi nha. Không gà, tôi có thử có hai. Có hai cái thứ không? Hai cái thứ. Nó lũ đạn chứ hả? Có khi nào họ nhảy vô xe đó không trời? Đó thấy được đâu. Ngồi xe tới tôi không cảnh báo luôn nha. Đại quốc vô xe cái đụng cái tay á. Bây giờ ông lại mình là bắt cóc mấy cô đen bỏ bao đi. Rồi là anh dậy xe đắt hả? Lên luôn. Dễ quá đâu vậy. Biết vậy đi ông anh. Ba cái cổ rồi. Cái nhìn chứ mà đảo nhét mình làm gì đâu. Rồi giờ mình sẽ quấn cô đen lại nha bạn. Đập cái nữa đi. Không. Đập cái nữa là đi về luôn. Về luôn á. Để mình sẽ thiết kế nhà thiết kế ánh sàm sẽ thiết kế cho cô đen một cô đẹp lại quậy bán lại trời nó bóng vậy cái tay nghe gì nguy hiểm tôi nghe lại chứ chắc ăn tôi quấn ngược nữa con trời quá dính thôi chứ mà đủ gì rồi được rồi đừng có nhiều quá có chữ xúc nha nó xúc cái nó vàng à nó chạy tiêu quá
Ủa, anh em chơi công bằng các bạn. Thằng nào ăn gian, thằng nào ăn gian là tao đấm nó. Thằng nào ăn gian, thằng đó thua liền. Là tối nay phải buộc kéo ra mình ra ngoài công viên, đúng không? Chơi thằng nào ăn gian thua liền nha. Thằng quay phim làm chứng. Thằng nào ăn gian là cắt ngang tét, thua liền. Ok không? Thằng đó sang. Ừ, ăn gian thua liền nha. Nó ốm nhảy chứ ba trời. Mình sao nhảy lại nó đủ vậy? Có khi nào cũng xuống. Đã nói là heo nó nhảy mà đáng sao ra mà được? Mình thấy hơi ép ép mình ta. Đáng ra là hai thằng này nó ốm, là hai thằng này chùm bít đầu luôn. Còn mình là phải cho mình thấy đường. Đúng không? Mày cho ông ăn luôn cho rồi đi. Ngày sau mày nhảy tao bật một đồ chảy không lại bay. Rồi tao không thấy đường tao nhảy đâu. Rồi cho nhảy đâu? Nhổm kìa. Nó đủ ra, đáng ra thôi mình phải cho mình thấy đường. Một con mắt thôi. Không được chứ không được. Còn bây giờ nữa con cũng cho. Một con cho trời. Bây giờ mình đổ ừ. Chùm đen lại nha bạn. Đây. Ơi từ từ đi. Mấy ông quấn xà rong mới đi. Quấn xà rong mới đi. Thôi ông mình đây, ông đèn xỉu hết chết. Thôi ngồi tôi không đi tôi làm chết luôn. Mình tới mặt luôn nha bạn. Nó đủ vậy. Cứ lên hả? Chùm đi ông nội. Đen nè, đen này nè. Cũng như mà áo hết ta. Áo giáp trời. Ba chồng vừa không ta? Nữa hả? Chắc lợi đâu. Ê qua qua cô đen cái đường. Qua cô đen cái đường. Ai Trời la vô mạnh. Quán nào quán keo nè. Trong nội. Quán keo đây nè. Thôi đừng có quán keo ba. Quán gì? Dạ. Mà quán keo đâu được chứ mạnh. Quán chồng thôi à. Ừ. Để hồi đó mà nhảy dẫn này ra sao? Có lỗ không hơi nha các bạn. Có khí có rồi. Gì không nội, rồi quán keo đi. Trời vậy mấy người. Quá trời các bạn ơi. Đúng bạn, ông nào là ông xàm. Bất chung là hết được gấp bội rồi. Ứng thử thiệt chứ. Ông nặng nó lâu trong đây nó hầm miếng xèo quá đỡ vậy. Cương Thi thấy gì em ấy cha. Ông đen lại vậy. Ngồi giống được. Chuyên quen quen tở vậy. Sao ngồi vậy ông Cương Đen. Ngồi giống được. Ngồi vậy. Bất chung là không thấy được gấp bội luôn rồi. Có theo nữa rồi. Con đứng dậy đâu nội. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đó. Ê, chơi vậy luôn đi. Chơi vậy luôn đi. Quay lại. Dạ, quay đi, quay đâu. Quay bao lại. Rồi. Rồi, ok các bạn, bây giờ anh em mình đã lên cái bộ trang phục Super Gao này xong nha bạn. Gì, giáp 3. Quần đi xông hơi hả? Giáp 3, quần 3. Cái gì đi xông hơi vậy đó. Cái này giống như là bộ trang phục của Super Gao á. Giờ anh em mình sẽ thục cái đầu trong. Đi bắt quái không? Vậy? Đi bắt quái. Quái mình đi quái mà hài nó bắt đẹp gái mà. Bây giờ anh em mình sẽ thục cái đầu trong. Rồi anh em mình sẽ thi đua nhảy từ đây lên tới đằng kia nha các bạn. Sẽ ướp và cặp hả? Nói chung là trong đây nó khó chịu lắm bạn. Mấy cái này nó ốm, nó ở trong cái bao á. Còn nhìn cái bao nó không là biết rồi. Được rồi, máy nó cứ ngắt, ngắt nó khó chịu lắm, nó bó rồi. Kỳ cổ lắm nha. Nó cảm giác nói chung là khó chịu lắm. Vô bó. Thôi bây giờ anh em mình sẽ thục cái đầu cho bạn giống như gùa vậy á. Anh em thục cái đầu vô nha. Không ăn gian nha. Ăn gian đâu kia sao ăn gian mà ý bích xịt lên chứ ăn gian chỗ nào. Bao bộ này không kêu ăn gian. Rồi 2, 3. Thấy chưa? Kéo lên, tao kéo lên giùm mới được. Ủa đâu vậy? Ủa rồi ao chuẩn bị á. Đúng chưa? Một hai ba chưa ba cái đá cái ba cái nè rồi xong chưa sẵn sàng hết chưa chỗ không không mười cái đá rồi nó có chịu quá trời ơi thằng quay phim nó xiết cái bụng nó yếu xịu vậy rồi. Xong chưa ok let's go một hai ba let's go let's go let's go let's go. Đứng vậy nè. Tao té ra đủ rồi. Tôi hướng đâu vậy? Anh té cái sao không thôi đủ rồi. Ba. Ba té ra đủ rồi. Cái gì lạ? Không ai đó. Không ai đó. Không được đâu thôi nha. Đâu rồi? Cái nào rồi?
Phương Hương ở đâu vậy? Ngoài họ bóng tổ ngoài á. Đồ như vậy. Ông Sam. Ông Sam chết ông Sam. Chết ông Sam. Ê xe, xe, xe đâu nào ơi. Xe đâu nào ơi. Xe đâu nào. Ô này giấy lên được rồi hay vậy. Thấy chưa vậy hả? Nó đậu chưa? Chụp lại giấy đi không nè. Chụp lại giấy đi. Ông. Chụp lại. Chụp lại. Chụp lại. Cô chơi quá. Trời ơi, hiu lắm bà nào. Quất vô cắn như có bây giờ anh cái dẹp tay vậy. Trời ơi. Quất thấy một gấp màu vô. Trời ơi, trời nào. Ủa nó má. Trời ơi, trời cắn em muốn gãy xương chai luôn, nổi cái đụ chứ hả? Tao ghé mặt luôn. Không biết còn heo mấy không? Không biết rồi, biết rồi. Cái... Bữa nay có heo nè. Có heo. Có heo. Heo kéo heo, xe. Heo, heo kéo xe. Gì vậy? Gì vậy? Dạ? Ngáo hả? Ngáo hả? Các bạn ơi, mình là về nhất nha bạn. Nãy khúc mà nhảy là về nhất rồi đó. Như nhất kép. Các bạn có từng nghe là cà bò kéo xe, ngựa kéo xe mà chiều bắn các bạn sẽ thấy là heo kéo xe. Không biết là phải dài mà cũng có gãy không nữa mà giờ nó thốn dữ lắm luôn, mình dở không được luôn á. Bị đập phát, bị đập phát gì đó luôn. Ông cố nậu này hay gì nè, ông nằm dọc đường ta dậm lên một cái. Mình té lọt xuống dưới luôn các bạn. Hy sinh luôn. Cái ba dài mình đập dưới cái đường thôi là lết lên nổi á. Giờ nó cày nguyên cái ba dài ha, mà giờ nó thốn bực luôn, không biết là có nứt xương hay là mẻ xương hay là sập xương gì mình cũng biết nữa. Giờ nói chung là quá đau luôn. Có khi nào thòng tim nó thòng xuống luôn trời. Giờ mình dài đó lên giờ không được. Đau quá, mình đã dũng cảm hy sinh, mình đã thua cuộc nha bạn. Mình thua chấp nhận thua, nhưng mà cho mình thiếu bữa nay đi. Và chiều mai đi rồi mình sẽ kéo xe hai con cu này đi ra ngoài làm trâu làm ngựa công viên, bạn ơi, mình làm trâu làm bò để mình làm heo. Tôi mướn cái cọng dây mà quất của mấy con bò. Nếu mà ngày mai cái dây mình nếu mà nó còn đau thì chắc mình có thể thiếu nợ nữa. Nếu mà mai nó bớt đau thì mình sẽ kéo xe hai này ra công viên quải thằng tôi nói không nghe nè, cho đi dạo nha bạn. Thiếu nợ nào bao giờ cũng có lời có lãi hết trơn á.
không, ý của em là nếu mà anh Sơn Tùng quay cái MV mà hãy cho anh trễ trễ xíu là mời ông Sàm rồi. Đâu chết tôi thiệt, giờ cái da nó dở lộn sao giờ gì nè. Chứ mà hành giờ mà hành tôi lâu mới góp hành mà quay clip vậy cái tay để vậy ha. Tôi xin chào bạn nha. Ấy không sao đâu, chó liền da, gà liền xương mà ăn nhầm gì. Một hai cái cửa này ăn nhầm gì mình. Thôi mà so với chó với gà ghê thật. Thôi bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Tại vì mình đã về nhất cát rồi, mình đã thua hai ông anh này rồi. Ngày mai chiều mai mình sẽ kéo xe hai ông anh này đi vòng công viên ngoại, cho đi dạo phố uống nước mía ăn bánh tráng trộn gì đó. Nếu nó muốn nó muốn mình thắng ở đâu thì mình kéo tới đó mình sẽ thắng lại. Rồi em sẽ mời hai anh xuống xe bò. Nó xuống xe heo đó không ơi. Mời hai anh xuống xe heo. Tại vì em thua hai anh là em chơi khô máu luôn. Rồi thôi bây giờ anh em mình sẽ ngừng clip nha, nhảy cái bao bố thấy thèm ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những tập tiếp theo. Hẹn các bạn. Hẹn nữa. Hẹn các bạn ở tập mà mình sẽ làm trâu, làm ngựa, làm bò để kéo xe hai này để cho nó đi uống nước mía nha. Thôi, bây giờ anh em sẽ ngừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy thích clip này thì các bạn hãy cho anh em một like hay là bấm đăng ký kênh. Bây giờ nhắn vào biểu tượng cái chuông. Tại thời này là lúc này YouTube hay bỏ sót ra đề xuất lắm. Mong các bạn hãy nhắn vào biểu tượng cái chuông để nhận đề xuất clip mới của mấy anh em mình nha các bạn. Thôi giờ anh em xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye, xin chào các bạn nha. Bye. Đấy này nó đúng. Ôi, ôi. Quá đã. Quá đã. Bạn.